Hello, dạ em xin mến chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện của em. Thì đến với chương trình Kể Chuyện hôm nay, em muốn gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện nói về một cái bà thím này U50 hồi xuân bốc lửa. Và bà này là có mấy đời chồng rồi quý vị. Thì không hiểu làm sao nữa mà ta nói ông nào á đến với bà cũng chừng vài năm rồi người ta cũng mất hết trơn á. Bà này giống như là cái tướng nó làm sao không biết nữa, cứ lấy chồng ông nào là ông đó mất chết hết trơn luôn. Thành thử ra là bà ở vậy luôn. Thì gần đó đó có cái anh chàng này, thì anh này là ảnh đẹp trai, lực lưỡng, phong độ mà hiền lắm, hiền khô à, hàng xóm ai cũng thấy lo làm ăn siêng năng dữ lắm. Thì tướng tá đồ ngon lành lắm, mà có điều á anh này ảnh cũng lấy vợ mà cũng có trải qua 7 8 đời vợ rồi. Mà người ta có lấy có một đời vợ cả cuộc đời người ta thôi, chứ ai mà lấy 7 8 đời vợ. Ô thì cũng có lý do của nó quý vị. Anh này anh hiền mà anh đẹp trai siêng năng lắm, mà không hiểu làm sao nữa, lấy cô vợ nào cứ cô nào cũng khoảng chừng năm cái người ta ly dị, 8 tháng ly dị về với má người ta trơn. Mà không hiểu làm sao mà kỳ vậy đó. Thì ba má anh này á, là sợ là con của mình là bị duyên âm nó theo, cũng như là rầu rĩ muốn có cháu nội ẵm bồng mà khó quá. Tao nói con nhỏ con dâu nào nó cũng bỏ chạy hết trơn á, mà con mình nó phải với nó giữ, nó hiền quéo à. Thì bà con lối xóm á, ai cũng thấy sao mà kỳ quá, nó hiền mà tại sao lại bỏ nó rồi về với má người ta mà không có dám quay trở lại luôn. Thì ba má anh này bắt đầu là muốn là đi tới cái xóm khác để mà làm mai. Thì có cái cô gái này cũng như mới lớn cũng đồng ý, thì thấy anh này cũng đẹp trai đó cho nên anh này anh cũng dễ quen ngay, người ta cũng chịu hết trơn á. Thì cái cô này của ưng bụng của thích anh này rồi, cái hai người cũng làm đám cưới. Thì cái bà mà quá chồng này nè nha, bà nội này bà 50 tuổi mà tao nói hả, bà hồi xuân thế ớn luôn. Tao nói bà bận đồ, tao nói sát sát bó vô như là cô gái 18 tuổi vậy đó quý vị. Thì bà thấy cái anh này nè tướng tá ngon quá mà bây giờ lấy vợ mà không biết á, con nhỏ này nó có chịu nổi không hay là vài bữa nó về với má nữa. Thì quả thật đám cưới vừa diễn ra xong cái đêm đầu tiên xong, cái tới sáng mai cái bà hàng xóm này bà cũng nhìn qua thì bà thấy cái cô gái này nè cũng mới lấy chồng mà sao lạ lắm, cổ giặt mùng mền quần áo ngủ gối ngủ giặt hết. Thì cổ cũng bà không biết tại sao mà cái bà này bà cũng nghĩ chứ sao kỳ ta, thường á là lấy chồng thì lấy chồng chứ quần áo mùng mền gối ngủ rồi cũng phải mấy tháng mấy năm mới giặt, chứ ai mà mới vừa lấy chồng rồi về giặt liền. Thì bà cũng sinh nghi là có cái chuyện gì lạ lạ đây nè, thì để coi làm sao. Thì qua ngày mai mọi chuyện nó diễn ra y chang vậy luôn, cái cô gái này á, cô dâu mới cưới này nè đem quần áo đồ ra giặt hết trơn nữa. Thì kỳ này á là cái bà thím này nè bà cũng nhiều chuyện dữ lắm luôn, cái bà mới đi qua bển bà nói bây giờ bữa nay mình không hỏi là mình khó ngủ lắm, đêm nay là cái bản năng mình mà nói bà tám dữ lắm luôn, cho nên là phải vô hỏi thử coi làm sao. Em chị là ở hàng xóm kế bên mà chị thấy cái chuyện này nó lạ quá, em có thể nào giải đáp thắc mắc cho chị được không em? Dạ chuyện gì vậy chị? Chị thấy sao mà em mới lấy chồng đúng không, mà sao mà có 1 2 ngày mà sao ngày nào em cũng giặt quần áo mùng mền hết vậy em? Có chuyện gì khó nói thì cứ nói đi, có gì chị giúp cho. Ừ. Chỗ chị em thì chỗ chị em bạn gái nhau đó. Thì cô gái này thấy cái chị gái này cũng hỏi mình vậy thì chị cũng cô gái này cũng buồn xuống mấy phút. Cổ mới nói dạ tại nó ướt cho nên em giặt. Thôi em đi chợ chị để trễ chợ. Dâu mới cưới mà phải đi chợ nấu cơm cho bên chồng ăn. Thành thử ra là bà không hỏi được thông tin gì hơn. Thì khi mà cô này cũng xách cái giỏ đi thì bà thím này bà lại đặt câu hỏi to tướng trong đầu bà, cái lý do gì nó ướt, tại sao nó ướt, cho nên là bà lại muốn hỏi cho ra chuyện. Nhưng người ta đi chợ mà đâu có chặn lại được hỏi, để coi ngày mai sao. Trời qua ngày mai cô này có đem mùng mền chiếu gối ra giặt nữa quý vị, 3 lần luôn. Thì bà thím này kỳ này bà phải quyết định qua hỏi là lý do tại sao nó ướt cho nó ra hết cái câu chuyện này mới mới yên lòng, tại tối nay bà mất ngủ nữa. Thì khi mà cái cô gái này cổ giặt xong cũng là lúc bà thím bà qua tới. Cô này cổ giật mình, cô nói ủa có gì không vậy cô? Trời ơi em ơi sao mà em nói là lý do gì mà nó ướt vậy, sao ngày nào chị cũng thấy em giặt mùng mền gì, nói chị nghe đi. Trời ơi nói thiệt đi vậy chị giúp cho, em có nỗi khổ gì phải không? Thì cô này cổ khóc.
Cổ mới nói dạ chắc em về với má em quá, chắc em không lấy chồng được đâu, em bỏ anh này em về với má em. Trời trời trời. Vì em mới lấy chồng có ngày mà sau 2 ngày 3 ngày mà về với má em. Trời ơi, chị thấy mấy nhỏ kia cũng phải 8 tháng nó mới về mà. Trời ơi, mới mấy ngày với em. Mà có chuyện gì vậy? Lý do gì? Nói chị nghe coi. Đừng có khóc. Dạ, tại vì em nói thiệt luôn chị luôn. Thôi bây giờ hả, em cũng định giấu nhưng mà thôi, giấu cũng không nổi đâu. Em có không có nổi lòng, không biết tỏ cùng ai. Nói thiệt chị á, lúc mà làm may á, thì người ta nói anh này anh hiền, siêng năng, giỏi giang lắm. Em cũng ưng bụng, ba má em cũng thấy vậy mới gả em cho ảnh. Nhưng mà trời ơi, đâu có biết được chữ ngờ chị. Sao? Thằng đó nó làm gì em? Đâu kể chị nghe coi. Thì đó, cái đêm tân hôn á, là cái đêm mà đầu tiên mà đáng nhớ kỷ niệm nhất của một con người, con gái. Nhưng mà cái đêm đầu tiên của em á, nó diễn ra không có bình thường. Ủa nó không bình thường sao? Kể chị nghe coi em. Thì tại vì á, là chị biết hôn, em lặng gái mới lớn đâu biết gì đâu. Thì ông nội này nè, ông chồng em á, ổng xỉn xong rồi thì bắt đầu là ổng làm nói mà tao nói mền mùng ướt hết trơn, làm em té nước luôn. Thì giặt phải giặt thôi chứ sao giờ chị. Trời đất ơi, em nói chuyện chị nghe lạ đời không, làm gì có chuyện té nước. Chị thiệt với em, đâu phải chị không có chồng đâu. Trời, chị trước đó chị mấy đời chồng rồi á. Tại mấy ông xã không có duyên nhưng mà ông mất hết trơn rồi. Nên giờ chị ở Bình Ên, chị đang kiếm nè. Mà tao nói không được luôn. Cho nên là trời ơi, làm gì có chuyện té nước em. Em nói giỡn, em biết nói giỡn ghê. Em đâu có nói giỡn đâu chị, em nói thiệt đó. Trời ơi, bây giờ chắc em về với má em quá, em không có sống được đâu cái tình trạng này đâu. Mà em nói thiệt hả? Dạ em nói thiệt. Đằng nào rồi em cũng về với má em. Thì thôi bây giờ em giúp chị cái này được không? Dạ chị muốn em giúp chuyện gì? Hay là tối nay em chuốc rượu cho ông chồng em ổng xỉn đi. Để làm chi vậy chị? Để chị vô chị thử thử coi làm sao. Tại hổng gài chị thấy thằng này nó lấy con nhỏ nào cũng ta cũng bỏ nó hết trơn trọi. Mà thấy nó cũng hiền mà tướng tá ngon, tướng tá ngon quá. Mà trước sau gì em cũng bỏ nó phải không? Dạ em bỏ, em nhất quyết em về với má em mà em không ở được. Vậy thôi em giúp chị đi. Coi như là chị thử một cái coi làm sao, chị mang ơn em suốt đời luôn á. Cái cô này cô đồng ý. Dạ chị nói dễ mà, tối nay mà em tắt đèn chị nhớ qua thử nha. Thì tối đến thì bà nội này bà canh, bà thấy ta vừa tắt đèn là bà bay qua. Thì cô kia cô chuốc cho ông chồng cổ sai rồi. Thì bà này bà quá chồng mà bà luôn vô thử. Thì không biết có làm ăn gì được không nữa. Thì sáng mai á, thì khi bà đi ra khỏi nhà cô này á, thì ta nói mặt mày bả tóc tai bả nó bèo nhèo trơn trọi. Thì cái cô này cổ mới hỏi chứ, ủa chị thấy những gì em nói có đúng không chị? Trời ơi em ơi chị thiệt em phải chi mà chị đừng nghe câu chuyện của em thì tốt biết mấy. Ủa sao vậy chị nói chị thử mà chị có thử chưa rồi sao rồi chị thấy em nói đúng không, té nước phải không? Trời em ơi phải chị đừng có thử. Trời ơi chồng em nó làm em té nước lợi ích đó. Còn đây nè, nó làm chị té mấy cục mứt ở luôn đây này, rớt mấy cục cứt ở luôn đây này. Trời ơi trời, bà nội ơi, bà rớt mấy cục mứt ra luôn à, thấy ớn ăn thiệt chứ. Đây, đây là một cái câu chuyện cũng như là chuyện tiếu lâm vui thưa quý vị, không có thật nha quý vị, trên đời làm gì có chuyện té nước vậy. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe những câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nhé. Xin chào.